Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 6 Triệu phu nhân cười tươi như hoa mẫu đơn trên váy, khen quý anh anh hết lời. Xinh xắn lại thiêu thùa giỏi giang. Nhìn là biết lanh lợi rồi. Nhị lang nhà ta có mấy người anh họ đều là nhân tài, đang nhờ ta làm mối đây để ta về nói chuyện với mẹ con cho hai đứa gặp nhau một lần nếu nên chuyện ta cũng được dịp ăn cỗ mừng tội nghiệp anh anh sao nó lại ngốc thế chứ sao lại cứ thích triệu tu duyên vậy quý diệu đình tuy đã đoán trước kết cục nhưng vẫn thấy thương em gái ngoài việc môn đăng hộ đối quý diệu đình không thấy muội muội mình có điểm nào không xứng với triệu tu duyên triệu gia gia thế lớn hắn còn lo muội muội sẽ bị gò bó. Triệu gia mà bạc tình, quý gia cũng không mặt dày đeo bám. Quý Diệu Đình quyết tâm phải khuyên muội muội từ bỏ. Cảm ơn phu nhân quan tâm đến hôn sự của muội muội tôi. Tôi là anh trai, tất nhiên mong nó có nơi có chốn tốt. Mẹ tôi đang ở nhà đợi tin, tôi xin phép về trước. Quý Diệu Đình làm bộ bình thản đứng dậy cáo từ, khách sáo nói. Nếu phu nhân có thời gian, cuối năm mời đến phường nhuộm hoán hoa dự tiệc cưới. Đợi quý diệu đình đi rồi, triệu phu nhân mới hừ lạnh, mỉa mai. Bí quyết nhà họ quý chỉ truyền con trai. Cưới quý anh anh có lợi gì cho nhị lang nhà ta? Triệu gia thiếu gì thợ theo giỏi? Cố ma ma mặc áo gấm xanh là nhũ mẫu của triệu phu nhân. Bà đỡ triệu phu nhân đứng dậy, nhỏ nhẹ khuyên. Phu nhân đừng nóng giận nhà chúng ta đâu phải ai cũng trèo cao được. Chỉ là phu nhân nên khuyên nhị công tử, đừng để mẹ con bất hòa. Triệu phu nhân vỗ tay bà, đi dọc hành lang về hậu viện. Nét mặt bà cau lại, phiền muộn không thôi. Nếu không nhờ bà cẩn thận, ta đâu biết nhị lang dám lén lút gặp con bé đó. Bảo Triệu Bình giữ mồm giữ miệng. Nó mà để lộ chuyện này cho nhị lang, đừng trách bị phạt. Tháng trước, Triệu Tu Duyên vừa về nhà đã năn nỉ Triệu Phu Nhân sang quý gia hỏi cưới. Triệu Phu Nhân giật mình, lấy cớ sau cuộc thi đấu gấm mới tính chuyện hôn nhân để ổn định con trai. Bà là Phu Nhân chủ nhà, liền lôi Triệu Bình, người hầu của Triệu Tu Duyên, ra cha hỏi. Hỏi xong, Triệu Phu Nhân suýt ngất vì tức. Bà không ngờ con trai mình và Quý Anh Anh lại còn trao đổi tín vật, thường xuyên hẹn nhau ở Trúc Lâm Tự chi trường của triệu gia có ba anh em ở nhà chính. Có tổng cộng 9 người con trai có thể cạnh tranh vị trí người thừa kế với triệu tu duyên. Thất lang là con út của triệu phu nhân, mới 6 tuổi. Trong số những người còn lại, lớn nhất là tam lang mới 14 tuổi. Người có thể cạnh tranh vị trí kế thừa với triệu tu duyên chỉ có đại lang của nhị phòng. Năm ngoái, triệu đại lang đã cưới con gái của nhà buôn gấm Lưu Gia ở Ít Châu có sự hậu thuẫn của nhà vợ, thế lực của nhị phòng ngày càng lớn. Lão gia nhà họ triệu thấy các cháu dần trưởng thành, đã nói ai thắng được danh hiệu cẩm vương năm nay, người đó sẽ là chủ nhân tiếp theo của gia tộc. Khi người thừa kế được xác định, sẽ bắt đầu một loạt quá trình đào tạo, để người đó dần dần tiếp nhận sản nghiệp từ gia chủ hiện tại. Truyền thừa qua các đời, cơ nghiệp mới không bị mai một. Mọi người đều hiểu lão gia đã quyết định chọn giữa triệu đại lang và triệu nhị lang. Gia tộc trăm năm rất cẩn trọng trong việc chọn người kế nghiệp. Con trai nhà họ triệu phải khổ luyện nghề dệt gấm gia truyền, đến 18 tuổi mới được lấy vợ. Triệu tu duyên năm nay tròn 18, mới dám xin mẹ sang quý gia hỏi cưới. Triệu phu nhân từ nhỏ đã nuôi dạy con trai như người thừa kế, muốn giữ quyền lực cho đại phòng. Trong mắt bà, vợ của triệu tu duyên không phải là loại con gái như quý anh anh để tôi dìu phu nhân cố ma ma dìu bà đi một đoạn rồi nói phu nhân hay là cho nhị công tử chuyển ra ngoài đi để khỏi gặp quý tiểu thư nữa bà còn không hiểu tính nó à càng ngăn cấm thì nó càng làm thà nói lý lẽ với nó còn hơn không thì trong nhà lại gà bay chó sủa cái đứa không nên thân này nếu nó lấy được cô vợ tốt chẳng phải có thêm trợ lực sao? Như thế làm sao đấu lại đại lang của nhị phòng? Đời chúng ta trăm tuổi rồi, chẳng lẽ lại để nguyệt cầm đường rơi vào tay nhị phòng? Triệu phu nhân càng nói càng tức, đến cửa trong liền dừng lại. Không được, ta phải nói chuyện với nhị lang, không thì ta tức chết mất. Phu nhân, hôm trước người mượn lời lão ra giữ nhị công tử ở nhà, là không muốn nói ra, làm tổn thương tình cảm mẹ con. Tôi thấy, muốn khuyên nhị công tử thay đổi ý định, không bằng bắt đầu từ quý gia. Nếu quý tiểu thư đính hôn, nhị công tử có đau lòng một trận cũng hết hy vọng. Triệu phu nhân do dự một chút, rồi nghe lời bà vú quay vào. Đợi nó thành thân, nếu muốn lấy quý anh anh làm thiếp, ta sẽ đích thân đến xin cưới cho nó. Vậy mà nó lại muốn ta đi hỏi cưới con bé đó làm vợ cả. Nếu không phải vì hàng năm đấu gấm phải nhờ phường hoán hoa nhuộm tơ thượng hạng chỉ là một phường nhuộm nhỏ, cần gì ta phải hạ mình như vậy. Hàng năm, gấm dâng lên triều đình đều phải dùng bí quyết của quý gia để nhuộm. Phường nhuộm hoán hoa không thể nhuộm được nhiều như vậy. Nhưng thi đấu gấm thì khác. Cuộc thi đấu gấm hàng năm, ít châu, mỗi nhà chỉ cần mang đến một bức gấm. Vì vinh quang cẩm vương, vì được vinh danh trong cuộc thi, từ thiết kế, phát thảo, tô màu, thêu hoa kết lá, đến dệt, mỗi nhà đều chọn lựa tỉ mỉ, cân nhắc kỹ lưỡng. Chất lượng tơ sẽ quyết định chất lượng gấm. Vì vậy, bí quyết nhuộm tơ đỏ thẫm và tơ hoán hoa của phường nhuộm hoán hoa trở thành mặt hàng được săn đón. Triệu phu nhân vừa ghét con trai mình thích quý anh anh, vừa ghét quý anh anh quyên rũ triệu tu duyên. Vốn dĩ sợ làm lớn chuyện, nhưng cơn giận trong lòng không nguôi, khiến bà khó chịu vô cùng đi xem lão gia đã về chưa? Con trai từ nhỏ đã có chủ kiến. Triệu phu nhân chỉ còn biết hy vọng chồng có thể nghĩ ra cách, dập tắt ý định của triệu tu duyên. Trong vườn có hai cây cổ thụ to lớn. Dây leo chẳng chịt che phủ hơn nửa sân. Nhà chính hai tầng, tầng dưới là thư phòng và phòng dệt của triệu tu duyên. Tầng trên là phòng khách và phòng ngủ. Những chùm hoa tím rủ xuống từ dây leo, tạo thành một màn xương tím mờ ảo. Dây leo bám đến mái hiên, hoa như những chuỗi ngọc tím đính trên cửa sổ. Dưới bốn cánh cửa gỗ sơn đỏ chạm trổ là chiếc bàn lê mộc rộng rãi. Trên bàn, trong bát sứ men xanh long tuyền có một chậu thủy tiên nhỏ. Hai bên có dây chấn và một chồng giấy tuyên thành trắng muốt. Ánh hoa chiếu rọi, thư phòng yên tĩnh, tao nhã. Triệu Tu Duyên 18 tuổi Mặc áo lụa mỏng màu lam, dùng giải lụa cùng màu buộc tay áo lên, đang chăm chú vẽ. Ánh nắng xuyên qua hoa lá chiếu lên người chàng, nhuộm làn da chàng xanh như ngọc. Trông chàng khiến người ta muốn nín thở, không nỡ quấy dày. Gấm dùng trong thi đấu không phải là một bộ trang phục hoàn chỉnh, mà là một bức cẩm họa lớn ba thước. Cuộc thi đấu là về thiết kế và kỹ thuật dệt. Dệt một bộ gấm tứ xuyên mất quá nhiều thời gian. Quy định này cho phép người tham gia có thể dệt một bức cầm họa mới trong thời gian ngắn. Anh em nhà họ Triệu và những người thợ dệt giỏi trong họ đều đã mang ra những bức cầm họa tâm đắc nhất của mình. Ước nguyện lớn nhất của Triệu Lão Gia là giành lại danh hiệu Cẩm Vương một lần nữa. Ông không nói cho ai biết bức gấm nào sẽ được chọn đi thi, mà bảo mọi người tranh thủ hai tháng còn lại, mỗi người dệt thêm một bức nữa. Một bức cầm họa nhỏ, hai tháng là đủ lúc quý anh anh đặt chậu cây trạng nguyên lên bể cửa sổ triệu tu duyên đang bị mẹ giữ ở nhà chàng sai triệu bình đến trúc lâm tự báo cho quý anh anh nhưng triệu bình bị triệu phu nhân dọa không dám đến trúc lâm tự còn quay lại nói dối triệu tu duyên bút dừng lại triệu tu duyên buông bút vò tờ giấy vẽ thành một cục ném đi rồi lại trải một tờ giấy mới lần này chàng không vẽ nữa mà có chút thất thần nhìn chăm chú vào tờ giấy trắng như mây, khóe miệng triệu tu duyên khẽ nhếch lên. Anh anh, nếu được gặp nàng một lần, ta nhất định sẽ vẽ được một bức tranh đẹp hơn. Chàng cười dài buộc tay, ra khỏi thư phòng lên lầu. Đẩy cửa phòng khách chạm khắc tám vị tiên vượt biển, chàng nhìn về phía hậu viện của quý anh anh ở cách đó một con phố. Trong sân nhà họ quý có một cây hoàng giác lớn. Cảnh lá sum xuê che khuất hơn nửa sân, chỉ để lộ một góc cửa sổ khuê phòng. Triệu Tu Duyên không kìm được lòng, khẽ gọi: "Anh anh, nếu nàng có tâm linh tương thông với ta, hãy cho ta gặp nàng một lần." Vừa dứt lời, chàng thấy có người vén tấm rèm đỏ bên cửa sổ. Cách một con phố, Triệu Tu Duyên không nhìn rõ mặt cô gái, chỉ thấy bóng dáng yểu điệu bên cửa sổ. Nhưng chàng biết chắc, đó không phải là nha hoàn, mà là quý anh anh. Cành cây hoàng giác trong sân vươn ra đến tận mái hiên. Dưới mái ngói đen tường trắng, tấm rèm đỏ hé mở một khoảng xanh nhạt, như chồi non mới nhú đầu cành vào mùa xuân, mềm mại vô cùng. Lòng chàng như nước mùa xuân tràn đầy, không kìm được lại khẽ gọi. "Anh anh, ta ở đây." Quý anh anh Thiêu Kinh mỏi tay, ngáp một cái, ngẩng đầu lên vì chán nản. Trong khoảnh khắc nàng nhìn thấy bóng áo lam bay phất phới trên lầu xa xa mắt quý anh anh sáng lên vẫy tay về phía chàng triệu tu duyên thấy lòng nhẹ nhõm vui sướng vô cùng chàng không kìm được niềm vui như chim sẻ giang rộng hai tay ống tay áo màu lam tung bay trong gió như vòng tay chàng mở rộng quý anh anh hiểu ý triệu tu duyên mặt bỗng đỏ bừng nàng ngây người nhìn chàng một lúc sau triệu tu duyên vẫy tay, nàng mới e thẹn rời khỏi cửa sổ. Nhưng lại có chút không nỡ, lén nép bên cạnh nhìn trộm. Mãi đến khi bóng dáng triệu tu duyên khuất hẳn, quý anh anh mới sở mặt nóng bừng rồi bỏ đi. Lăng nhi vào phòng, thấy cửa sổ mở toang, vội chạy đến đóng lại, lầm bầm. Không biết bao nhiêu muối bay vào rồi. Tối nay phải đốt thêm ngải cứu. Quý anh anh như bị cắt ngang dòng suy nghĩ, hiếm khi không cãi lại. Nàng ngồi trước khung theo cười tủm tìm, nhìn kinh văn đang theo giờ mà mãi không đưa kim xuống. chương 7 Phù dung thành mưa tháng ba giả dích, tháng tư hoa nở rộ. Theo sách toàn thục nghệ văn chí ghi lại. Thục đất phỉ nhiêu, nơi sản sinh tơ trắng, người dân chế tác gấm vóc theo thùa, nổi tiếng khắp thiên hạ. Từ trước Tây Hán, nghề theo ở thục đã nổi tiếng ngang hàng với gấm tứ xuyên đến nay đã có 12 loại lớn, 122 loại kỹ thuật thiêu tinh xào. Cùng với gấm tô châu, thiêu Hồ Nam, thiêu Việt Nam, thiêu tục được coi là bốn loại thiêu nổi tiếng của Trung Quốc. Quần áo nhờ thiêu mà thêm sang, tơ lụa. Thêm năm sắc khéo, nhờ công thiêu dệt. Mới toát lên vẻ quý giá. Gấm đẹp, hoa thiêu càng đẹp. Con gái chưa chồng lấy việc nữ công làm trọng. Thời đường, các cô gái thiêu túi thơm cho người yêu là chuyện thường tình. Thật đúng với câu. Bình thường khéo léo thiêu thùa, cười hỏi uyên ương hai chữ làm sao? Chấm. Quý phu nhân không cho quý anh anh học nhuộm, nhưng lại khuyến khích nàng thiêu thùa. Đánh roi không bằng bắt con bé thiêu nhiều vào, còn có thể kiếm thêm chút tiền. Quý phu nhân quá bùa, một mình nuôi dạy hai đứa con, ngay cả cách phạt cũng rất thực tế. Khuê phòng của quý anh anh chiếm gian phía tây của nhà chính. Từ khi cùng triệu tu duyên nhìn nhau qua phố, quý anh anh càng mong muốn có một hậu viện riêng. Trừ lúc ăn và ngủ, nàng cùng Lăng Nhi và Tương Nhi miệt mài bên ba khung theo trong khuê phòng. Tiểu thư, làm thế này được không? Người hỏi là Lăng Nhi. Nàng không nói nhiều như Tương Nhi, cũng không phải không trung thành với quý anh anh. Chỉ là khế ước của nàng nằm trong tay quý phu nhân. Bà muốn nàng làm tay mắt, nàng chỉ còn cách nói sự thật. Quý anh anh cũng hiểu, nàng không trách Lăng Nhi, cũng chẳng vui vẻ gì. Nghe Lăng Nhi hỏi, quý anh anh ngẩng đầu chừng mắt. Phu nhân bảo theo 10 quyển kinh, đâu có cấm các người giúp, cũng không nói không được theo tâm kinh. Ngươi không muốn theo thì đi nói với phu nhân. Phạt ta thì cứ phạt, phải giữ lời chứ. Tiểu thư nói cũng đúng, làng nhi yên tâm cúi đầu chăm chú thiêu tiếp kinh tâm có ít chữ nhất chưa đầy hai trăm chữ lại có hai nha hoàn phụ giúp chưa đến mười ngày là xong quý anh anh càng nghĩ càng đắc ý sao mình lại thông minh đến thế chứ lúc này nghe tiếng gõ cửa rầm rầm quý anh anh biết ngay là ca ca nàng cắm kim lên khung thiêu vui vẻ chạy ra chưa đến cửa đã thấy bảo vú mở khóa Quý Diệu Đình ôm một cuộn giấy lớn bước vào. Ca ca, nhớ Huynh muốn chết. Mấy hôm nay Huynh không đến thăm muội, muội buồn chết mất. Quý Anh Anh trách móc, kéo Quý Diệu Đình đến ngồi dưới cây hoàng giác, gọi vào trong phòng. Tương Nhi, pha trà mau. Quý Diệu Đình có tâm sự, nhìn muội muội với ánh mắt giò xét. Muội muội đúng là tuổi đẹp như hoa, da trắng nõn không tì vết, không cần trang điểm cũng ửng hồng khỏe mạnh. Mái tóc mềm mại buông xóa bên tai, giống như chồi non đầu cành đào, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Anh anh nhà, sao thế? Quý anh anh theo bản năng lùi lại. Nàng hiểu ca ca mình, nếu không có chuyện khó nói, huynh ấy sẽ không gọi thẳng tên mình. Bình thường toàn là muội muội, anh anh, muội muội ngoan của ta. Nàng ngẩng cao đầu muội đã thề trước mặt mẹ sẽ không vào phường nhuộm không nhuộm đồ nữa huynh đừng có mà nhờ vả gì muội muội không muốn bị mẹ giam lòng mãi đâu tường nhì bưng khay trà ra đặt lên bàn quý diệu đình phẩy tay ra hiệu cho nàng lui nhìn quanh sân nhỏ dặn dò mang vài chiếc kẹp tre ra đây trong sân có mấy sợi dây phơi quần áo nối từ cây đến tường ca ca muốn làm gì vậy quý anh anh cúi xuống nhìn cuộn giấy trên bàn ca ca đừng nói mẹ đổi ý muốn muội thêu rèm cửa hay bình phong gì đấy nhé muội không có thời gian đâu mẹ nói mười quyển kinh đâu có nói muội phải thêu đồ lớn mà thôi thêu cũng được miễn là thả muội ra ngoài thời đường thịnh hành uống trà đất thục núi non tươi đẹp trà ngon nước ngọt trà tán đã xuất hiện quý diệu đình rót hai chén trà cười nói nhìn muội đa nghi quá. Kaka chỉ muốn nhờ muội xem giúp mấy bức tranh thôi. Thật sao? Quý anh anh thấy hôm nay Kaka có gì đó không bình thường. Nàng đưa tay định lấy tranh trên bàn. Quý Diệu Đình ngăn lại. Xem thế mỏi mắt lắm. Treo lên xem cho dễ. Quý anh anh. À. Lên một tiếng, cuối cùng cũng hiểu tại sao Kaka lại bảo Tương Nhi lấy kẹp tre nàng nhấp một ngụm trà mắt liếc về phía nhà họ triệu hỏi ca ca hôm đó huynh bảo huynh đi làm việc gì thế nào rồi sao mà được phu nhân nhà họ triệu mẹ của triệu tu duyên rõ ràng không đồng ý quý diệu đình thấy quý anh anh cố tỏ ra bình thản nhưng lại e thẹn không nói nên lời tháng 10 có cuộc thi đấu gấm triệu lão gia giao cho chàng ấy dệt một bức cẩm hòa chàng ấy không rảnh đâu nàng đoán đúng rồi đáng ghét triệu tu duyên cũng không thèm báo cho nàng một tiếng hại nàng đến hậu sơn đợi lại còn gặp phải con sâu lông đợi chàng dệt xong gấm xem nàng xử chàng thế nào quý anh anh hư một tiếng vui vẻ hẳn lên ca ca cho muội xem huynh mang tranh gì đến đây nhắm mắt lại không được nhìn đợi ca treo xong rồi muội mới được quay lại xem biết chưa quý diệu đình cầm tranh đứng dậy gọi tương nhi bảo lăng nhi ra giúp treo tranh lên dây phơi hai nhà hoàn nhìn tranh ngạc nhiên bị quý diệu đình trừng mắt phẩy tay bảo họ đi ra ca ca xong chưa quý anh anh cố nhịn không quay lại nhưng nàng thấy vẻ mặt của tương nhi và lăng nhi rất kỳ lạ hai người hành lễ với nàng mặt đỏ bừng chạy vào phòng muội muội đến đây Quý Diệu Đình rất tự hào về thành quả mấy ngày qua của mình. Vất vả cũng đáng. Quý Anh Anh vui vẻ quay lại, rồi chết sững tại chỗ. Trên dây phơi treo một hàng dài tranh vẽ. Mỗi bức đều là hình đàn ông. Có người đứng, có người ngồi, có người vẽ toàn thân, có người chỉ vẽ mặt. Ca ca định làm gì đây? Quý Diệu Đình bước đến, kéo tay em gái đến trước bức tranh đầu tiên đây là thiếu gia thịnh đại lang của tiệm gỗ thịnh ký muội biết thịnh ký chứ nhà họ nổi tiếng làm đồ gỗ bền trăm năm năm ngoái ở cuộc thi đấu gấm muội còn thích một bộ gương gỗ lim lớn nhỏ đủ cả một hộp chín chiếc khảm bạc rất tinh xảo muội còn nói muốn dành tiền riêng mua nữa nhớ chưa thịnh đại lang năm nay 17, tay nghề rất khéo muội thấy đấy trông cũng nho nhã chứ quan trọng nhất là chàng ấy chỉ có hai em gái, đều đã đính hôn. Không ai tranh gia sản với chàng ấy. Chàng ấy hiền lành, ai cũng biết. Nhất định sẽ không bắt nạt muội. Quý anh anh thấy như có kim châm trong lòng, dùng mình một cái. Bước này là nhị công tử nhà họ Chu, chủ phường nhuộm ở Tam Đạo Yển. Muội không phải thích nhuộm tơ sao? Làm con gái nhà họ quý không được học, làm dâu nhà người ta thì không thành vấn đề muội gặp chu nhị lang rồi đấy hồi nhỏ muội đạp chàng ấy xuống nước mà chàng ấy vẫn cười ngơ ngác với muội giờ chàng ấy cao lớn lắm rồi cao hơn cả ca nữa bạn bè đều khen chàng ấy hào sảng nghĩa khí từ nhỏ ca đã thấy chu nhị lang trước mặt muội chỉ có nước ngốc nghếch chắc chắn sẽ là một người chồng ngoan quý diệu đình càng nói càng hào hứng trong số những người này có người đã từng đến dạm hỏi như chu nhị lang cũng có người do hắn tự tìm hiểu. Hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền riêng thuê người điều tra. Không chỉ thông tin đầy đủ, còn thuê họa sĩ vẽ chân dung tỉ mỉ. Gia thế của họ đều xứng với quý gia, tướng mạo, tính tình cũng không tệ. Hắn thậm chí còn điều tra cả cha mẹ của họ, toàn là người hiền lành, dễ tính. Nước mắt bất chợt lăn dài trên má quý anh anh nàng ngẩng đầu nhìn qua tán lá hoàng giác về phía nhà họ triệu nàng không tin nàng không tin người vừa giang tay về phía mình nói lời yêu thương là triệu tu duyên lại không cưới nàng anh anh quý diệu đình đang hăng say nói vô tình quay lại thấy em gái nước mắt đầm đìa lòng đau như cắt hắn nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ về lưng nàng nhất thời không biết nói gì để chàng ấy tự nói với muội. Quý anh anh đẩy ca ca ra. nàng mím chặt môi, lông mi ướt đẫm, vẻ mặt kiên quyết. Quý diệu đình gãi đầu. hắn đâu có thấy triệu tu duyên. triệu gia đang bận thi đấu gấm. mấy hôm nữa là tết trung thu, mẹ sẽ cho muội ra hoán hoa khê thả đèn hoa. muội sẽ đợi chàng ấy ở cầu đưa tiên. quý anh anh nói xong, trừng mắt nhìn quý diệu đình. Nếu không muốn muội gả cho chàng ấy, thì bảo chàng ấy tự nói với muội, muội sẽ không dây dưa nữa. Nói rồi nàng quay vào nhà, Quý Diệu Đình há hốc mồm, không kịp gọi lại, đành cúi đầu buồn bã thao tranh xuống. Quý anh anh đi được vài bước lại quay đầu nói với Quý Diệu Đình. Cất hết đi, đừng vứt. Được. Quý Diệu Đình đáp, bật cười. Xem, đó mới là em gái của hắn, sẽ không vì một người không thể cưới mình mà sống chết. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 8 Gia chủ đương thời của Triệu Gia, Triệu Bầm Tùng, cha của Triệu Tu Duyên, đang cùng Triệu Lão Gia thưởng gấm ở Tàng Chân Các. Đây là nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất của Triệu Gia. Tàng Chân Các gồm năm gian nhà thông nhau, vô cùng rộng rãi. Mái nhà không lợp ngói, ánh sáng mặt trời xuyên qua những ô cửa sổ bằng lưu ly, chiếu rõ từng bức gấm được khảm trên bình phong. Triệu Lão Gia nhẹ nhàng xoay một chiếc bình phong, theo ánh sáng thay đổi, bức gấm trong bình cũng hiện lên những màu sắc khác nhau. Ông thở dài. Bức cảnh đêm thu sông nước của Đại lang tuy đẹp, nhưng hoa lau thưa thớt quá, thiếu tính mịch, thêm phần hưu quạnh. Khó được lòng người đương thời. Muốn đoạt cầm vương, không nắm chắc 10 phần đâu. Khoảng 10 bức cầm họa xếp thành hàng. Chim muông, hoa cỏ, linh thú, văn gấm, đủ màu sắc rực rỡ đây đều là những tác phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng của triệu gia. Mỗi bức đều là tâm huyết của những bậc thầy dệt gấm nhà họ triệu. Nhưng vẫn khó làm hài lòng triệu lão gia uyên bác. Theo triệu bẩm tùng, mỗi bức đều là kiệt tác khó tìm trên thị trường. Ông không nhịn được nói. Cha, có phải cha đánh giá dương gia quá cao không? Triệu lão gia hư lạnh. Cho nên hơn 20 năm làm gia chủ, con chưa từng đoạt lại cầm vương cho triệu gia triệu bẩm tùng nghe vậy mặt đỏ bừng ông có chút không phục chỉ vào bức cầm hỏa của triệu tu duyên con thấy bức này của nhị lang không chê vào đâu được bức khổng tước ẩn mình trong hoa của nhị lang cũng không tệ. đúng là tinh hoa của gấm triệu gia tao nhã hoa lệ từng sợi lông vũ thay đổi theo ánh sáng con chim công như sống động như thể đang đứng trước mắt nghe lão gia khen con trai mình như vậy rõ ràng là hơn cả lời khen dành cho đại lang của nhị phòng. Triệu Bẩm Tùng cũng thấy vinh dự, mắt ánh lên niềm vui. Sống động thì sống động thật, nhưng chưa chắc đã đoạt được cẩm vương. Triệu lão ra thở dài, quay sang nhìn con trai. Con có biết vì sao ta nói vậy không? Chẳng lẽ con quên năm ngoái dương gia đoạt cẩm vương bằng bức hổ giữ xuống núi sao? Cho dù nhị lang có dệt được một con chim quý sống động, cũng thua ở chỗ không có ý tưởng mới. Dù có thắng năm nay, cũng chỉ khiến Dương Gia chê cười chúng ta bắt trước họ. Nếu hai tháng nữa không chọn được bức cầm hòa nào tốt hơn, ta thà chọn bức cảnh đêm thu sông nước của Đại lang chứ không mang gấm của Nhị lang đi thi để mất mặt. Lời cảnh tình của cha khiến Triệu bẩm Tùng toát mồ hôi lạnh. Niềm tự hào về con trai ông phút chốc tan biến. Nhưng rồi lại thấy không phục. Trước khi dệt, mẫu thiết kế phải được lão gia duyệt lúc đó sao không nói ra để con trai ông mất công mấy tháng trời đây chẳng phải là thiên vị đại lang sao triệu lão gia nhìn thấu tâm tư của con trai giận dữ nói ai làm gia chủ không quan trọng quan trọng là gấm triệu gia làm gia chủ mà không có tấm lòng này triệu gia sớm muộn cũng suy tàn vâng triệu bầm tùng thật ra không phục nếu vì chọn cảnh đêm thu sông nước mà triệu tu duyên mất cơ hội làm gia chủ, triệu bầm tùng không cam tâm. Triệu lão gia nói xong, bước ra khỏi tàng chân các. Ông đứng trên bậc thềm đá, nhìn khu nhà rộng lớn của triệu gia, giọng dịu lại. Con có thể giữ gìn cơ nghiệp, không để triệu gia suy vong, đã là công thần của triệu gia rồi. Chỉ là hai em con không khỏi có chút bất mãn. Năm nay nếu đoạt lại được cẩm vương, con cũng đỡ vất vả. Thiên phú của nhị lang hơn hẳn đại lang. Ta không nói ra khuyết điểm của nó, là muốn cho nó một cơ hội cuối cùng. Ta vẫn hy vọng nhị lang có thể làm dạng danh gấm triệu gia. Cha! Lời của cha như một dòng nước ấm chảy vào lòng triệu bầm tùng, khiến ông xúc động rơi lệ. Triệu lão gia thấy đã dạy dỗ đủ, mới nói thêm. Anh trai của vợ Dương Gia là thông phán lục phẩm ở Ích Châu, còn là thông gia với trần đại nhân ở cục dệt nhuộm của bộ công triệu gia muốn đoạt cẩm vương trừ phi ý tưởng và kỹ thuật dệt đều vượt xa dương gia khi đó dù dương gia có được quan phủ giúp đỡ cũng không nói được gì hai mươi mấy năm để dương gia chiếm danh hiệu không đoạt lại được cẩm vương gấm triệu gia dù có đẹp hơn cũng không đủ danh tiếng sớm muộn gì cũng lụi tàn cơ nghiệp suy yếu ai làm gia chủ còn có ý nghĩa gì nếu nhị lang không hiểu điều này thà để đại lang làm gia chủ đại lang hiền lành biết cách giữ gìn sau này con trăm tuổi rồi cũng không sợ con cháu triệu gia không có cơm ăn triệu bẩm tùng bỗng thấy lo lắng ông vừa cung kính đáp lời vừa nghĩ lão gia chắc chắn sẽ không chọn bức gấm khổng tước đi thi nếu chọn gấm của đại lang sau này đưa nhị lang lên làm gia chủ nhị đệ tam đệ sẽ lấy cớ gây rối nói đến nước này, cha đang muốn ông đi đánh thức nhị lang, đừng để nó tưởng bức khổng tước của mình chắc thắng. Xung quanh cây cối xanh mướt, mái ngói tường trắng, bướm lượn bên cửa sổ, thiếu nữ áo xanh đưa tay ra đón, cổ tay trắng nón. Chỉ vài nét vẽ phóng khoáng đã lột tả được vẻ đẹp tươi tắn, hoạt bát của quý anh anh. Triệu tu duyên chợt có cảm hứng, bút vẽ uyển chuyển phác họa nên một bức tranh chàng rất hài lòng với bức họa này chỉ là dệt gấm thường dùng lối vẽ tỉ mỉ tinh tế còn loại tranh phóng bút này chàng không biết làm sao mà dệt được chàng khẽ nói anh anh tương lai ta nhất định sẽ dệt bức họa này nhị lang nghe thấy tiếng cha triệu tu duyên vội vàng cuộn bức họa lại nhét vào chiếc bình gần đó chàng quay lại triệu bầm tùng đã bước vào Triệu Tu Duyên mỉm cười chào cha. Cha sao lại đến đây? Mắt liếc thấy tờ giấy tuyên thành đã được trải sẵn trên bàn cùng bức họa bị vo thành cục bên cạnh, Triệu Bầm Tùng có chút sốt ruột. Nghe nói mấy hôm nay con đang nghĩ mô mới, đã chắc chắn chưa? Triệu Tu Duyên hơi ngạc nhiên. Cha đang nóng lòng muốn con sáng tác gấm mới sao? Ông nội con sẽ không để con mang bức gấm khổng tước đi thi đâu, Triệu Bẩm Tùng vội vàng nói lại ý của lão gia cho Triệu Tu Duyên. Đúng là lỗi của chàng. Chàng không phục dương gia đoạt giải cẩm vương năm ngoái với bức hổ giữ sum núi. Chàng chỉ mải mê dệt một con chim quý sống động hơn mà quên mất ý tưởng của bức cẩm họa mới là quan trọng nhất. Triệu Tu Duyên nhíu mày, trong lòng lại trỗi dậy ý chí chiến đấu. Cha yên tâm, trước tháng 10, con nhất định sẽ dệt được một bức cẩm họa mới. Tốt lắm. Nghe nói dương gia năm nay dẹt một bước tên là Cẩm Trướng. Họ giữ kín, biết trông ra sao. Nhưng nghe tên thì chắc là kiểu rực rỡ lòe loẹt như mọi khi. Con phải suy nghĩ kỹ. Thời gian không còn nhiều, nhất định phải lấy lại danh dự cho cha. Cả đời cha tuy không làm gì hổ thẹn với triệu gia, nhưng chưa từng đoạt được Cẩm Vương. Thật đáng tiếc. Năm nay cha trông cậy vào con. Cha cứ yên tâm triệu bẩm tùng vỗ vai con trai vẫn đặt trọn niềm tin vào chàng cha đi triệu tu duyên suy nghĩ về bức cẩm chướng của dương gia cẩm chướng cẩm chướng gấm kiểu gì mà gọi là cẩm chướng triệu tu duyên nghĩ mãi không ra nội dung bức cẩm hỏa của dương gia chàng thở dài chợt nghĩ đến quý anh anh cô bé thông minh nếu nàng ở đây nhất định sẽ đoán ra Ông nội đã nói kỹ thuật dệt của chàng không thua dương gia, chỉ kém ở ý tưởng cầm hỏa. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Triệu tu duyên rất tự nhiên quyết định tìm quý anh anh bàn bạc. Chương 9 Tin tức triệu tu duyên không ra khỏi nhà từ sáng sớm, muốn đi tìm quý anh anh, nhanh chóng lan vào trong nhà như thể chống thuốc hoa rơi. Thường ngày, triệu phu nhân ăn sáng từ tốn một bát cháo lá sen, nhai hai chiếc bánh bao nhỏ, gắp vài đũa mang xào. Sau đó, bà sẽ tỉ mỉ chỉnh trang y phục cho chồng, làm nũng vài câu cho thêm tình cảm, rồi vẫy khăn tay tiễn ông ra cửa. Tiếp đó, bà sẽ cùng các nha hoàn dạo quanh vườn người hoa nhài, đi dạo một vòng cho tiêu cơm. Nhưng hôm nay, bà ăn qua loa, ánh mắt quyến rũ cũng chẳng buồn dùng đến, cứ đứng ngồi không yên trước cửa, không dám sai người gác cổng ngăn cản con trai. Láo ra, ông khuyên nhủ nhị lang đi. Nó bị con bé nhà họ quý bỏ bùa mê rồi. Triệu phu nhân tức giận hồi lâu, cuối cùng cũng chọn cách cầu cứu chồng. Triệu bầm tùng không để tâm, chậm rãi uống hết cháo, nhận khăn nha hoàn đưa lau miệng, lại nhấp một ngụm trà, thở ra một hơi dài, sảng khoái tinh thần. ngẩng đầu thấy vợ mặt mày nhăn nhó, ông không khỏi bật cười. Bà gấp gáp gì chứ? Sao lại không gấp? đại lang cưới con gái nhà buôn gấm lưu gia ích châu không nói đâu xa nhị lang hiện tại ăn bám trong nhà còn vợ đại lang đã mang về ba cửa hàng trong đó có một cửa hàng ở tận trường an cô ta có tài lực có mắt nhìn lại biết giao thiệp hơn hẳn cô con gái phường nhuộm nhà họ quý kia triệu bẩm tùng cười lớn ung dung nói không có sự đồng ý của chúng ta nhị lang có thể đến nha môn xin giấy kết hôn được chắc đúng là như vậy nhưng bà không muốn tranh cãi với con trai làm hỏng hình ảnh người mẹ hiền tư triệu phu nhân bực bội nói giờ không ngăn nó lại e là nó sẽ làm trái ý cả ông đấy thi đấu gấm sắp đến rồi mọi việc phải ưu tiên thi đấu gấm hai tháng này cứ để nhị lang muốn làm gì thì làm đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng của nó triệu bầm tùng hạ giọng trước đây để giữ bí quyết nhà họ quý bà quả phụ kia còn từ chối làm vợ lẽ cho tam đệ. Bà đã nhờ quý đại lang nhắn lại rồi chứ. Cứ chờ xem, nhà họ quý sẽ đóng cửa không tiếp đón nhị lang đâu. Triệu phu nhân vẫn lo lắng. Nhị lang đang tuổi bồng bột, lỡ nó và quý nhị tiểu thư có gì. Triệu bầm tùng trả lời rất vô liêm sỉ. Thiệt thòi đâu phải con trai chúng ta. Mất danh tiếng, nhà ta đâu có không lo nổi tiền cưới thiếp. À thì ra ông không phản đối nạp quý anh anh làm thiếp. Triệu phu nhân nghĩ vậy, tâm trạng lập tức bình tĩnh lại. Triệu tu duyên không biết trong lúc chàng ăn sáng, cha mẹ đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế. Chàng hứng khởi đón ánh bình minh đi sang nhà họ quý. Cửa chính của quý gia mở ở đầu hẻm bên cạnh. Phía trước, sát đường là hai gian nhà được truyền lại từ đời trước, treo biển hiệu. Phường nhuộm hoán hoa. Chấm lúc không ở phường nhuộm quý diệu đình làm việc ở đây lúc chiều tu duyên đến cửa tiệm vừa mở quý diệu đình mới ăn sáng xong đang ngồi trong phòng nhỏ bên cạnh đại sảnh uống trà thái độ của quý anh anh quyết định thái độ của quý diệu đình thấy triệu tu duyên đến quý diệu đình tươi cười mời chàng ngồi triệu tu duyên dùng lại chiêu cũ của quý diệu đình nghe nói đại lang nhờ ta vẽ mấy mẫu thêu sợ làm lỡ việc của nhị lang ta đã tìm được mẫu rồi. cảm phiền ngươi còn đến đây, thật ngại quá. ơ. Ờ. thi đấu gấm sắp đến rồi, nhị lang đừng vì chuyện nhỏ mà phân tâm. ta sẽ đến chúc mừng ngươi. quý diệu đình vừa cảm ơn vừa khuyên nhủ. triệu tu duyên không còn lý do để ở lại nữa. nhưng chàng mặt dày lắm. chàng thở dài. không giấu gì đại lang, ta đến đây chính là vì chuyện thi đấu gấm muốn nhờ nhị tiểu thư chỉ giáo đôi chút thì đấu gấm của triệu gia liên quan gì đến muội muội ta quý diệu đình không muốn nhận vơ nhị lang nói quá lời rồi nhị muội nhà ta có biết gì về dệt gấm đâu dù có biết cũng không dám tự ý đưa ra ý kiến nhị lang về đi thôi quả nhiên triệu tu duyên không bị đuổi đi mà đứng dậy tươi cười chắp tay với quý diệu đình lâu ngày không gặp anh anh nhớ quá, mong đại ca thành toàn. Được lắm, không thèm gọi quý nhị tiểu thư nữa, mà gọi thẳng đại ca. Chàng ta còn lớn hơn mình một tuổi đấy. Quý Diệu Đình cũng biết Triệu Tu Duyên không dễ đuổi đi. Trong mắt hắn, Triệu Tu Duyên như con nhím. Nhìn thì thấy bụng mềm mại, nhưng sờ vào lại toàn gai. Chẳng trách anh anh bị chàng ta nắm thóp. Quý Diệu Đình hất hàm về phía hậu viện đang bị phạt theo kinh trong đó đấy. Lần này mẹ ta nghiêm túc lắm. Lại bị cấm túc à? Triệu tu duyên không nhịn được cười. Quý anh anh từ nhỏ đến lớn nghịch ngợm không ngừng. Hầu như ngày nào cũng bị phạt quỳ chi đường hoặc bị cấm túc. Sau đó, mỗi lần gặp triệu tu duyên đều kể lể than thở. Chàng đã quen rồi. Quý phường chủ khi nào ra ngoài? Ta đứng ngoài sân nói chuyện với nàng một lát cũng được. Quý Diệu Đình thấy vẻ mặt tự nhiên của Triệu Tu Duyên thì không vui. Trước kia, mọi người đều là trẻ con, cùng nhau ra hoán hoa khê bắt tôm cá, chơi đùa cũng bình thường. Nhưng giờ đã lớn rồi, chàng và muội muội ta thân thiết quá, ta làm anh trai có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mẹ chàng đã nói rõ không muốn cưới anh anh, cứ để chàng và muội muội ta thân thiết, cuối cùng thiệt thòi vẫn là anh anh nam nữ thủ thủ bất thân, không tiện lắm. Cái gì? Triệu tu duyên tưởng mình nghe nhầm. Thật ra, triệu tu duyên rất ưu tú. Vừa đẹp trai, ra thế lại tốt, tính tình cũng không tệ. Đáng tiếc, tốt mấy cũng là chồng người ta, không phải chồng em gái ta. Quý Diệu Đình chậm rãi nói. Mẹ ta sắp đính hôn cho anh anh rồi. Gặp gỡ riêng tư thế này, không tiện. Triệu Tu Duyên đứng phát dậy, giọng hơi run. "Huynh nói gì? Anh anh sắp đính hôn? Với ai? Chàng làm gì thế?" Quý Diệu Đình giật mình, vội vàng kéo chàng ta lại, cũng có chút tức giận. "Triệu gia chưa đến hỏi cưới, chẳng lẽ lại không cho muội muội ta lập gia đình? Ai nói ta không cưới nàng?" Triệu Tu Duyên bỗng nhớ lại hình ảnh hai người nhìn nhau qua phố, tìm đập Thình Thịch chỉ cần nghĩ đến việc nàng sẽ gả cho người khác, sau này chàng chỉ có thể nhìn nàng từ xa, có lẽ vĩnh viễn không gặp lại lòng chàng dâng lên một nỗi chua sót, khiến chàng nắm chặt tay. Triệu tu duyên kiên quyết nói. Ta sẽ cưới nàng. Đại lang, mẹ ta đã đồng ý rồi, sau cuộc thi đấu gấm tháng 10 sẽ đến quý gia cầu hôn. Quý diệu đình cũng không còn vẻ thân thiện nữa, lạnh lùng nhìn triệu tu duyên. Thế à? Thái độ xa cách của hắn khiến Triệu Tu Duyên căng thẳng. Anh anh nói, nếu chàng không cưới được nàng, nàng cũng không trách. Ai bảo hai nhà mình không môn đăng hộ đối? Tết Trung thu, nàng sẽ đợi chàng ở cầu đưa tiên. Chỉ cần chàng nói với nàng một tiếng, nàng sẽ không làm phiền chàng nữa. Nguyên nhân không phải ở quý gia, mà là ở Triệu gia. Triệu Tu Duyên im lặng, đứng dậy, chắp tay vái chào rồi quay người bỏ đi. Quý Diệu Đình nhìn theo. Hắn còn trong tay bảy tám bức chân dung của những chàng trai vừa đến tuổi lập gia đình. chương 10 Các tỷ nữ của Nguyệt Cầm Đường đứng xa xa trong sân, hận không thể áp tai vào cánh cửa gỗ đóng chặt. Bên trong, Triệu Tu Duyên mặt tươi cười, cười, dáng vẻ như cây tùng bách. Con muốn cưới quý nhị tiểu thư. Con đã quyết định từ năm sáu tuổi rồi. Không có người hầu, trong phòng chỉ có ba người nhà họ triệu. Giọng triệu phu nhân mềm mỏng như thể đói mấy ngày. Con à, cha mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con. Tương lai con phải gánh vác gia đình, vợ con phải biết quán xuyến nhà cửa. Quý gia nhỏ bé, quý nhị tiểu thư chỉ biết kéo con lại thôi. Triệu bầm tùng chưa kịp lên tiếng, đã thấy con trai nhếch mép. Mấy năm nay chẳng phải con đã giúp cha mẹ rồi sao? hai vợ chồng triệu gia lập tức im lặng. Đây là bí mật của Đại Phong. Năm đó, sau khi triệu bầm tùng được chỉ định làm người kế nghiệp, triệu lão gia đã lui về ở ẩn lúc 60 tuổi. Hai người em trai không phục đã không ít lần gây khó dễ cho ông. Mấy năm đầu, triệu lão gia còn giúp đỡ thu xếp, nhưng khi triệu bầm tùng tiếp quản mọi việc, triệu gia vẫn cứ lục đục nội bộ. Triệu Bẩm Tùng có cố gắng mấy cũng không thể chống lại hai người em trai lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, suốt ngày phải bù đắp, khắc phục hậu quả. Triệu Tu Duyên từ năm 12 tuổi đã âm thầm giúp cha tính sổ sách, nhĩ kế sách. Đến khi thế hệ sau của Triệu gia lớn lên, nhị gia, tam gia mới thôi tranh giành, tập trung bồi dưỡng con trai mình. Mấy năm nay, Triệu Bẩm Tùng mới được Triệu lão gia khen ngợi. Con có thể giữ gìn cơ nghiệp không để triệu gia suy vong, đã là công thần của triệu gia rồi. Cha mẹ có biết vì sao con được ông nội coi trọng hơn ca ca không? Triệu tu duyên nhìn cha mẹ thở dài. Quý nhị tiểu thư có con mắt thẩm mỹ rất tinh tế. Mẫu do con vẽ, qua tay nàng phối màu, dệt ra thành gấm còn đẹp hơn cả của Đại lang. Tuy nàng không được học bí quyết của quý gia, nhưng có năng khiếu nhuộm tơ rất cao. Nếu về triệu gia, con sẽ xây cho nàng một phường nhuộm, biết đâu nàng còn có thể nhuộm ra loại tơ tốt hơn cả tơ quý gia. Con và nàng là thanh mai trúc mã, hai bên đều tự nguyện. Nàng lại có tài năng như vậy. Con cưới nàng là chuyện tốt. Chẳng lẽ triệu gia thiếu con dâu hay sao? Triệu phu nhân nghĩ đến ba cửa hàng của vợ Đại lang vẫn không nhịn được, lầm bầm. Con là cưới vợ hay cưới thợ nhuộm? Triệu tu duyên nhớn mày con muốn cưới người có thể cùng con đoạt lại danh hiệu cẩm vương, làm dạng danh gấm triệu gia. Triệu bẩm tùng suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Nhị lang, nếu là nạp nàng làm thiếp, nàng sẽ không chịu thiệt thòi làm thiếp. Nếu quý gia ham giàu sang, quý phu nhân đã gả nàng cho tam thúc con rồi. Quý đại lang đã nói rõ, nếu con không cưới nàng, nàng sẽ không làm phiền con nữa. Triệu tu duyên quỳ xuống trước mặt cha mẹ. Vì con, vì Triệu gia, con xin cha mẹ tác thành." Hai vợ chồng Triệu gia giật mình đứng dậy. Chưa kịp nói gì, Triệu Tu Duyên đã mỉm cười. "Ông nội đã đồng ý rồi. Ông còn khen con tinh mắt, bảo đợi qua thi đấu gấm sẽ đến quý gia bàn chuyện cưới hỏi." Hai vợ chồng nhìn nhau, nghĩ thầm đã được lão gia đồng ý rồi, họ còn phản đối được sao? Triệu Bẩm Tùng đỡ con trai dậy, Thế thì cha mẹ cũng không ý kiến gì nữa. Hai tháng này con cứ chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc thi. Dỗ dành cha mẹ xong, triệu tu duyên hài lòng cáo lui. Chàng vừa đi, triệu phu nhân lại bực tức. Ta vẫn không ưa quý nhị tiểu thư. Lão gia đã đồng ý rồi, bà đừng gây chuyện nữa. Kẻo lại làm hỏng chuyện của nhị lang. Triệu bầm tùng cảnh cáo vợ, rồi lắc đầu cười khổ sao chúng ta lại sinh ra đứa con như vậy chứ nó nắm thóp chúng ta rồi triệu phu nhân hư một tiếng quay đầu bỏ vào phòng đêm khuya quý phu nhân và quý diệu đình đến phường nhuộm hai người vào phòng nhuộm quý ma ma đóng cửa lại một mình canh gác bên ngoài căn phòng rộng lớn cao giáo chứa hàng chục thùng nhuộm lớn cao ngang người quý phu nhân thong thả đi qua các thùng nhuộm trong đầu nhớ lại đêm khuya năm nào cùng chồng đến đây. Bà nhìn con trai với ánh mắt vui mừng, dù sao con cũng đã 17, năm nay sẽ thành thân. Cầu Phật tổ phù hộ, Trương Thị về làm dâu sẽ giúp quý gia mở rộng kinh doanh. Còn anh anh, năm nay 16 rồi, cũng nên tính chuyện đính hôn. Hôm nay người nhà họ triệu đến, nói bóng gió rằng sau cuộc thi đấu gấm sẽ đến kết thân với quý gia. Triệu gia giàu có, anh anh và triệu nhị lang lại có tình ý với nhau đây cũng là một mối lương duyên tốt đi sâu vào trong có một căn phòng nhỏ mẹ chìa khóa quý diệu đình quay lại thấy mẹ đang thất thần quý phu nhân giật mình lắc đầu lúc pha chế thuốc nhuộm bà luôn rất cẩn thận sao hôm nay lại lơ đãng thế này bà lấy lại bình tĩnh mở cửa bằng chìa khóa căn phòng nhỏ hơn bên ngoài chỉ có bốn thùng nhuộm. Đây là nơi pha chế thuốc nhuộm. Xung quanh là những kệ hàng dài. Trong những chiếc giỏ tre bày tơ chưa nhuộm, những chiếc chum sành đựng các loại thuốc nhuộm. Quý phu nhân lấy từ trong tay áo ra một miếng vải đen, bịt mắt Quý Diệu Đình lại. Rồi bà lấy từ trong giỏ ra một bó tơ đưa cho Quý Diệu Đình. Quý Diệu Đình vừa nhận đã mỉm cười. "Mẹ, con sở tơ từ nhỏ đến lớn rồi." bó này sờ thô giáp chắc là tơ tằm tằm được nuôi nhiều ở phương bắc ăn lá lịch màu sắc hơi tối sợi cứng dùng làm chăn đắp cũng được sờ từ nhỏ đến lớn giờ không sờ nữa thì ngứa tay à một ngày không sờ là không chịu được quý phu nhân mắng yêu con trai một câu rồi lại đưa cho chàng một bó tơ khác đây là tơ tằm nhưng không phải tằm ở đây chắc là tơ giang nam Bó này sợ không được mịn lắm, không phải tơ thượng hạng. Hai bó này đều là tơ thượng hạng. Nhưng bó này sợ hơi ráp, không bằng bó này. Sau khi quý diệu đình phân biệt xong, quý phu nhân tháo miếng vải đen, nhẹ nhàng nói: Tơ tằm ở các châu phủ phía nam sợi nhỏ, đều đặn, mềm mại, rất thích hợp để dệt gấm tứ xuyên. Thục hồng tơ nhà chúng ta sáng hơn nhà khác, ngoài việc chọn loại tơ tốt nhất, còn nhờ vào bí quyết gia truyền. Mẹ đã nói cả ngàn lần rồi. Quý Diệu Đình cười, mở nắp bốn thùng nhuộm, lấy thuốc nhuộm từ chum sành ra, pha với nước theo tỷ lệ. Quý Diệu Đình lấy khăn lau chán, cởi áo ngoài, chỉ mặc áo trong rồi trèo lên chiếc thang nhỏ, cầm cây khuấy khuấy mạnh. Còn có nhớ bí quyết mẹ nói không? Thứ tự cho thuốc nhuộm vào không được sai sót. Nhớ kỹ, chúng ta dùng hoa hồng để lấy màu đỏ, cuối cùng phải thêm ô mai, không dùng bã, đậu nành. Chu Sa phải dùng loại tốt nhất ở núi Úc Sơn, mài 12 lần, mịn hơn cả phấn trang điểm, rồi trộn với keo làm từ xương cá. Chỉ cần hơn người ta chút đó thôi, đã là bí quyết rồi. Nhớ nhé, không được nói cho anh anh, bí quyết không truyền cho con gái. Con thấy không có bí quyết này, muội ấy cũng nhuộm được. Quý Diệu Đình lầm bầm. Quý phu nhân không nghe rõ, ngẩng đầu hỏi lại. Con nói gì cơ? Không có gì sợ mồ hôi rơi vào thùng nhuộm, áo trong chàng cũng không cởi, sau khi khuấy xong bốn thùng thuốc nhuộm, quần áo ướt xuống. Chàng ngồi xuống thở, nhận lấy nước quý phu nhân đưa, vừa uống vừa hỏi. Giờ sắp đến cuộc thi đấu gấm tháng 10 rồi, triệu gia còn muốn nhuộm tơ mới dệt cẩm hóa mới. Mẹ nói xem năm nay triệu gia có thể tranh được cẩm vương với dương gia không? Quý phu nhân lấy khăn lau mồ hôi cho con trai, cười nói triệu gia hào phóng lắm, mẹ lấy của họ 200 lượng bạc tiền công. Mẹ không quan tâm nhà nào được cầm vương. Chỉ cần bán được tơ là được. Quý Diệu Đình không nhịn được hỏi. Mẹ, thật ra hàng năm phường mình cũng có thể nhuộm thêm mấy trăm cân tơ. Sao không nhuộm? Hàng năm phải dâng cống cả ngàn tấm gấm, có thấy nhà nào dệt hết đâu. Sản lượng ít, các phường nhuộm khác còn có cái mà ăn. Tơ thường hạng nhuộm nhiều quá, dành mất miếng cơm của người ta sẽ bị ghét. Hơn nữa, nhuộm được tơ tốt thì mới lấy được giá cao chứ. Xưởng mình nhỏ, không thể mở rộng quy mô được, nhà mình không có đủ người. Bí quyết cũng khó giữ. Mẹ chỉ mong có thêm vài đứa cháu trai, còn cũng có người giúp đỡ. Quý phu nhân luôn ghi nhớ lời dặn của chồng quá cố. Vật hiếm mới quý, hoán hoa có tục hồng tơ và hoán hoa tơ làm thương hiệu. Hàng nam chỉ nhuộm ba bốn trăm cân bằng bí quyết. Quý Diệu Đình cười bẽn lẽn, nắm tay quý phu nhân. Mẹ vất vả rồi, đợi Trương Thị về làm dâu, mẹ sẽ được thành thơi hơn. Con trai Hiếu Thảo, quý phu nhân thấy ngọt ngào trong lòng. Mẹ đang lo hôn sự của em con đây. Quý Diệu Đình giật mình, khoác áo ngoài rồi cười hì hì đi theo mẹ ra ngoài, nhỏ giọng hỏi. Mẹ, hai hôm trước có người nhà họ triệu đến à? Quý phu nhân liếc con trai, giận dò. Trước đừng nói cho anh anh. Đợi qua thi đấu gấm, triệu gia thật sự đến hỏi cưới rồi hãy nói. Quý diệu đình âm thầm mừng thầm cho em gái, gật đầu đồng ý. Dễ dàng thuyết phục cha mẹ như vậy, chàng không khỏi khâm phục triệu tu duyên. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn